Tôi xin được bắt đầu bằng một cái chủ đề, có thể là một cái chủ đề chưa phải là quen thuộc trong cái việc thực hành lâm sàng của chúng ta hiện tại. Trong cái xu thế điều trị cá thể hóa nhằm nâng cao cái tính tối ưu trong các cái điều trị, đặc biệt là hen nặng, thì việc mình sàng lọc một cái nhóm các bệnh lý đồng mắt, trong đó có giãn phế quản, là một việc làm cần thiết. Trong phần trình bày của tôi xin trả lời cho hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái vai trò góp phần của giãn phế quản trong việc phát triển các cái kiểu hình hen nặng như thế nào? Và thứ hai là việc tác động của điều trị corticoid đường hít là điều trị nền tảng của hen phế quản sẽ mang lại những lợi ích cũng như có những cái rủi ro gì cho bệnh lý đồng mắt và giãn phế quản. Về xuất độ thì giãn phế quản được xem như là một trong các cái nguyên nhân được chẩn đoán phân biệt cũng như là bệnh lý đồng mắt cần được quan tâm đứng hàng thứ hai sau bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong nhóm các cái bệnh lý hô hấp. Chúng ta có thể nhận diện rất là nhiều các cái bệnh lý hệ thống cũng như là các cái bệnh lý thực thể tại phổi, và chúng ta biết là việc đánh giá lại, chẩn đoán cũng như là quản lý các cái bệnh lý đồng mắt là một cái phần rất là quan trọng trong kiểm soát hen, đặc biệt là những người bệnh rơi vào kiểu hình hen nặng hay là hen khó điều trị. Tại sao giãn phế quản là một bệnh lý đồng mắt nhưng nó lại có một cái ý nghĩa quan trọng? Bởi vì nó góp phần vào sự tắc nghẽn của đường dẫn khí, và sự tắc nghẽn này nó chịu tác động bởi các cái sự biến đổi về cấu trúc phổi một cách tiến triển rất là khó hồi phục, bởi vì nó mang đặc tính cơ học, cũng như là sự chích hẹp này nó liên quan đến sự ứ trệ của các cái chất tiết trong đường hô hấp. Và đặc biệt là với nhiều cái nguyên nhân của giãn phế quản khác nhau, có thể đi từ hậu quả của các cái nhiễm trùng mãn tính hay là các cái bất thường trong cái cơ chế điều biến miễn dịch hệ thống hay là tại phổi, dẫn đến các kiểu hình về hình thái học của giãn phế quản khá đa dạng, có thể giãn trụ, có thể dạng túi hoặc là dạng hỗn hợp. Như vậy, sự đóng góp của giãn phế quản vào kiểu hình của hen nặng nó sẽ được thể hiện ở tính tương đồng về mặt sinh bệnh. Tính tương đồng ở đây chủ yếu là tập trung vào bốn vấn đề. Thứ nhất là cái quá trình tái cấu trúc phổi, thứ hai là quá trình viêm đường thở, thứ ba là sự tắc nghẽn đà, và thứ tư là hậu quả cuối cùng, đó là tắc nghẽn của đường dẫn khí. Như vậy, tất cả các cái yếu tố này nhìn chung nó khá là tương đồng với nhau trong cả hai bệnh lý, cho nên việc mà nó hiệp đồng trong cái tác động để phát triển các cái rối loạn về lâm sàng, chúng ta có thể phát hiện được qua thăm khám cũng như là các cái thăm dò chức năng hô hấp cơ bản là một cái việc làm thử thách trong cái vấn đề chẩn đoán. Và một cái điều quan trọng nữa, chính vì sự tương đồng này nó sẽ thúc đẩy rất là nhiều về tần suất gia tăng các cái đợt cấp cũng như mức độ thể hiện của các cái triệu chứng hen nặng và gây suy giảm chức năng phổi nhanh chóng. Một cái điểm tương đồng khá là quan trọng trong sinh bệnh học của giãn phế quản và hen phế quản là ở chỗ điểm giao nhau ở cái cơ chế 7 neutrophil ngoại bào. 7 neutrophil ngoại bào, đây là một cái mạng lưới. Mạng lưới này xuất phát từ các sợi nguyên bào, đi từ cái cấu trúc DNA của các cái neutrophil. Như vậy thì cái hậu quả của cái tác động có lợi của cái 7 neutrophil này là ở chỗ nó sẽ gắn kết với các cái tác nhân vi sinh gây bệnh cũng như là gây bất hòa và tiêu diệt các tác nhân vi sinh này. Nhưng nếu mà các cái cơ chế kiểm soát sự hình thành các cái 7 neutrophil ngoại bào này không có hiệu quả thì dẫn đến sự tích lũy một cái số lượng lớn các cái neutrophil này, và dẫn đến việc tích tụ các cái proteinase. Chúng ta biết là đặc biệt là serine proteinase, đây là một cái thành tố enzyme rất quan trọng trong việc tiêu hủy các cái vi khuẩn, và nhiều các cái chất khác là bản chất của các cái neutrophil cũng như là hóa chất trung gian gây ảnh hưởng viêm đường hô hấp. Như vậy thì một cái quá trình viêm mãn tính với hai cơ chế song hành thì dẫn đến thúc đẩy sự thoái triển của các cấu trúc phổi, đặc biệt là phế quản. Và điểm giao nhau này nó sẽ tạo nên một cái thách thức rất là quan trọng, đó là chúng ta làm sao kiểm soát được sự cân bằng của cái cơ chế viêm cũng như là các cái nhiễm khuẩn mãn tính gia dặn. Tương đồng về cơ chế bệnh sinh thì cũng sẽ mang lại những cái tương đồng
trong đánh giá về bệnh cảm lâm sàng. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái bảng tóm tắt 10 cái đặc điểm chung cho một cái người bệnh có thể biểu hiện ở một trong bốn cái kiểu hình: hen truyền thống hoặc là hen đi theo con đường viêm của neutrophil, giãn phế quản hay là giãn phế quản đi theo cái con đường viêm của eosinophil. Như vậy thì ở đây có trong 10 cái đặc tính này thì có 3 cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là đặc tính về tắc nghẽn thì thường xuyên xuất hiện ở hai cái nhóm phía sau, tức là có liên quan đến giãn phế quản. Còn các cái yếu tố liên quan tới viêm, ví dụ như tính hồi phục của niệm pháp hồi phục phế quản, các cái cơ chế viêm được thể hiện gián tiếp bằng FeNO hay là mức độ đáp ứng với corticoid sẽ được ghi nhận có hiệu quả hay là gia tăng đối với những trường hợp hen hoặc là giãn phế quản có yếu tố liên quan đến eosinophil. Như vậy thì giãn phế quản có phải là một cái yếu tố độc lập thúc đẩy hen nặng và thúc đẩy các cái đợt cấp làm cho người bệnh tiến triển đến hen nặng và hen khó điều trị hay không? Thì đây là một nghiên cứu của tác giả Kim hồi cứu trên 667 bệnh nhân, trong đó có 251 người bệnh đồng mắc với giãn phế quản. Thì tác giả cho thấy một cái chỉ số, tác giả cho thấy là những người mà có bệnh lý giãn phế quản trên một cái nền hen thì có cái khả năng thúc đẩy vào đợt cấp 1.4 lần đối với nhóm có nền hen trung bình và tăng cái nguy cơ vào đợt cấp là 1.72 lần so với nền đối với những người có nền hen ở mức độ nặng. Và tương tự ở phần cuối thì chúng ta thấy là những cái người bệnh mà có sự tiến triển của giãn phế quản có ý nghĩa thì sẽ làm gia tăng, có thể đạt đến cái mức độ nặng của nền hen hen nặng gần 3 lần so với những người ở cái mức độ nền hen trung bình với cái OR là 2.81. Như vậy điều này cho thấy là giãn phế quản là một cái yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ mắc đợt cấp trung bình nặng trên bệnh nhân hen, cho dù có hay không có kiểm soát bằng việc điều trị corticoid đường thích. Điều này cho thấy là việc mà chúng ta sàng lọc một cái người nền hen nặng để nhận diện những cái bệnh lý đồng mắc, đặc biệt là giãn phế quản, thì có vai trò quan trọng trên đối tượng người bệnh có cái tiền sử nhiều đợt cấp. Chúng ta sẽ nhận diện người bệnh giãn phế quản đồng mắc như thế nào ở một người mà chúng ta đang điều trị hen. Thì về nguyên tắc chung, chúng ta vẫn phải tuân thủ theo các cái trình tự chúng ta đánh giá lại người bệnh sau khi đã xác nhận chẩn đoán hen là đúng. Việc đánh giá sự tuân thủ này bao gồm tuân thủ về thuốc và các cái kỹ thuật sử dụng thuốc. Thứ hai là chúng ta loại trừ dần các cái yếu tố gọi là yếu tố đồng mắc một cách phổ biến, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi trào ngược, các cái polyp mũi một cách rất là đơn giản bằng các cái kỹ thuật thăm khám của tai mũi họng hoặc là nội soi. Chúng ta cần đánh giá cũng như loại trừ các cái yếu tố kích phát như là các cái dị nguyên, việc sử dụng thuốc có thể gây ra các cái biểu hiện chồng lấp giữa hen và giãn phế quản. Như vậy sau khi chúng ta nhận diện các yếu tố này, việc điều chỉnh nếu thất bại thì chúng ta mới đi tìm các cái thăm dò khác hỗ trợ để có thể xác nhận giãn phế quản bằng mắt. Vậy thì đối tượng nào chúng ta sẽ lưu ý để tầm soát giãn phế quản? Thì theo khuyến cáo của BTS năm 2018, giãn phế quản được nghĩ đến đối với những cái trường hợp người bệnh ho mãn tính, đặc biệt là những người này có triệu chứng khó thở và khò khè, thường xuyên tái diễn, có một cái lượng đàm nhầy mũ rất là thường xuyên hoặc là ho ra máu. Bệnh nhân có bệnh cảnh của nhiễm trùng hô hấp dai dẳng hoặc là bệnh nhân đã từng được nhập viện và cấy phân lập được trực khuẩn mũ xanh. Một số cái biểu hiện trên phim X quang như là thâm nhiễm khu trú hoặc là chậm cải thiện với một cái theo dõi dọc của một cái hình ảnh học đơn giản như là X quang ngực sau khi chúng ta điều trị hết nhiễm khuẩn hô hấp. Hoặc là những cái trường hợp mà hen khó điều trị rất là nhiều đợt cấp tái diễn, và cuối cùng là những người bệnh có bất thường về miễn dịch. Đây là những yếu tố mà chúng ta cần nghĩ đến để sàng lọc giãn phế quản trên bệnh nhân có nền hen. Đặc điểm hô hấp ký ở một cái người mà có cả hai bệnh lý về cấu trúc phế quản thì nó có điểm gì thay đổi? Đây là một cái điều mà rất là nhiều cái kết luận ở các nghiên cứu không thống nhất. Tuy nhiên thì một cái nghiên cứu mà gần nhất của tác giả Kim năm 2012
cho thấy khi mà so sánh giữa nhóm hen đơn độc với nhóm hen có chồng lấp giãn phế quản thì cái mức độ giảm của FEV1 và FVC là có thay đổi đáng kể so với nhóm hen đơn độc. Tuy nhiên thì nếu người ta theo dõi dài hạn ở cái nhóm này, ta thấy là sự suy giảm đó không khác biệt ở cả hai nhóm. Điều này cho chúng ta thấy một cái điều là tính thay đổi về cấu trúc của hai nhóm bệnh lý này là một sự cái tác động hiệp đồng, cho nên nó khó mà cho chúng ta một cái ước lượng theo một cái truyền thống. Sự chồng lấp hen phế quản và giãn phế quản còn ảnh hưởng đến biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng như thế nào, thì đây là một nghiên cứu để cho chúng ta đánh giá bốn cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất liên quan đến sự thay đổi của chỉ số FEV1 trên FVC. Thứ hai là tần suất đợt cấp và thứ ba là các cái tính chất viêm liên quan đến cả hai cơ chế neutrophil và eosinophil, và thứ ba là nhóm hen nặng. Trong cái biểu đồ Forest này thì chúng ta có thể thấy là đối với cái hình đầu tiên thì cái kết quả tổng hợp cho thấy cái mức giá trị khác biệt trung bình ở cái người mà có giãn phế quản đồng mắt và không giãn phế quản đồng mắt, thì cái khoảng này nó không chứa giá trị không, và tất cả các cái giá trị risk ratio trên cái đường biểu diễn này thì nó tập trung phía bên trái của đường không hiệu quả. Như vậy điều này cho chúng ta thấy là việc chồng lấp giãn phế quản ở bệnh nhân hen có thể liên quan đến một cái tình trạng giảm mức độ thông khí phổi một cách nặng nề, và phần nào nó sẽ gọi là ủng hộ cho cái nghiên cứu của tác giả Kim trước đó. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn thấy ba cái biểu đồ rừng ở phía bên dưới, chúng ta thấy là mặc dù là tất cả các cái kết quả tổng hợp đều không chứa giá trị không, nhưng cái chỉ số risk ratio này thì nó ở cái bên phải của cái đường biểu diễn không hiệu quả, tức là lớn hơn 1. Và điều này cho chúng ta biết là sự chồng lấp hen và giãn phế quản làm tăng tần suất của đợt cấp cũng như là tăng các hoạt tính viêm do cả neutrophil cũng như là eosinophil, và cuối cùng là sự gia tăng các cái nguy cơ diễn tiến đến hen nặng ở bệnh nhân có chồng lấp cả hai bệnh. Như vậy thì phần đầu tiên tôi đã trả lời cho câu hỏi là vai trò của giãn phế quản đóng góp vào kiểu hình hen nặng như thế nào. Vậy thì việc điều trị của chúng ta là sẽ bao gồm cả hai, và việc cân đối trong các hai cái biện pháp để giải quyết viêm và các cái nhiễm khuẩn dai dẳng là một việc làm thách thức. Tuy nhiên thì chúng ta đã có những cái khuyến cáo rất là quan trọng trong chẩn đoán và điều trị hen, đó là ICS là điều trị nền tảng cho tất cả các bậc hen và đặc biệt là hen nặng. Đối với hen nặng thì việc điều trị các cái lượng thuốc hoặc cái quyết thiết là từ mức độ liều từ trung bình cho đến liều cao. Như vậy thì việc sử dụng dài hạn cho một cái người bệnh hen mà có chồng lấp giãn phế quản như vậy thì ICS có gây tranh cãi hay không? Thì việc gây tranh cãi ở đây chủ yếu là người ta e ngại về giãn phế quản nó đóng góp quá nhiều vào các cái cơ chế bệnh sinh trong cái việc đồng mắt tới hen, và nó làm cho cái lợi ích của ICS nó bị lung mờ khi chúng ta đứng nhìn góc dính nhìn cái góc độ của giãn phế quản để mà chúng ta nghĩ đến cái nguy cơ của những cái nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Theo BTS năm 2019 thì ICS không được khuyến cáo sử dụng lâu dài thường quy cho các bệnh nhân giãn phế quản. Tuy nhiên thì những người này sẽ có những cái chỉ định xem xét, xin lỗi, chỉ định một cách bắt buộc khi mà người bệnh đó có yếu tố hen hoặc là CBD có tăng eosinophil. Và trên những người bệnh hen mà chồng lấp với giãn phế quản thì tác động của ICS đối với kiểm soát đợt cấp của giãn phế quản là việc cần phải thận trọng. Chúng ta đều biết là ICS thì có tác động lên cả tế bào cấu trúc và tế bào viêm, và việc tác động của corticoid trong điều trị hen phế quản thì nó góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng viêm mãn tính của đường thở, và một phần nó sẽ có những cái tác động gián tiếp lên giãn phế quản, bao gồm là hạn chế sự huy động của các cái tế bào viêm rất là đa dạng, cũng như là giảm phóng thích các cái hóa chất gây viêm, và đồng thời nó cũng tác động lên tế bào biểu mô làm giảm các cái hóa chất trung gian
làm giảm độ rò rỉ của các tế bào nội mô cũng như là tăng hoạt tính của các cái thụ thể kích thích beta 2, làm cho hiệu quả của ICS đạt mức tối đa. Lợi ích của corticoid đường hít khi sử dụng tác động trực tiếp lên đường dẫn khí mà có lợi đối với giãn phế quản, đó là nó giúp làm giảm được cái hiện tượng tăng tiết đàm. Đây là một cái lợi ích rất là đơn giản, tuy nhiên nó cũng có những cái mặt bất lợi mà chúng ta sẽ nói sau đó. Nhưng đối với một người giãn phế quản, việc ủng tắc đàm là một yếu tố thuận lợi rất là quan trọng, gây ra nhiều triệu chứng cũng như là tạo cái điều kiện cho sự giảm hiệu lực của các cái kháng sinh mà chúng ta sử dụng, kể cả đường toàn thân. Sự ức chế miễn dịch tại chỗ của corticoid là một đặc tính rất là quan trọng và thường được nhắc nhiều trong các cái báo cáo trong thời gian gần đây. Nếu chúng ta sử dụng corticoid dài hạn thì việc đầu tiên là nó tác động làm giảm đi sự gắn kết của các cái vi sinh vật, đặc biệt là vi khuẩn, đối với cấu trúc đường thở lớn. Và khi nó gắn kết như vậy, khi nó giảm gắn kết như vậy thì vô tình nó sẽ làm giảm đi cái yếu tố bảo vệ để ngăn chặn các cái vi khuẩn đó đi xuống các cái phế quản ở vùng hạ lưu cũng như là đi đến các phế nang. Có nghĩa là nó làm gia tăng mật độ của vi khuẩn đi đến phế nang. Thứ hai là nó làm giảm đi những cái hiệu quả hoạt động của đại thực bào, và điều này nó sẽ làm bất hoạt đi các cái cơ chế miễn dịch tự nhiên trong cái đường hô hấp của người bệnh. Và hai cái yếu tố này nó sẽ góp phần làm thúc đẩy một cái quá trình ức chế miễn dịch dài hạn và làm tăng nguy cơ cho người bệnh viêm phổi, đặc biệt là các cái nhiễm khuẩn hô hấp dai dẳng và tái diễn đợt cấp. Sử dụng ICS dài hạn có phải làm tăng các cái nguy cơ trực khuẩn nhiễm trực khuẩn mũ xanh một cách gọi là dai dẳng, hay chúng ta gọi là sự thường trú của vi khuẩn hay không? Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta phân tầng các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt trong nhiễm khuẩn hô hấp, thì đối với người bệnh có các bệnh lý cấu trúc phổi, đặc biệt là giãn phế quản theo sơ nang, thì trực khuẩn mũ xanh luôn là vi sinh vật được đề cập hàng đầu. Như vậy thì chúng ta thấy là việc sử dụng corticoid kéo dài thì nó sẽ liên quan rất là nhiều đến việc xâm nhiễm lần đầu tiên của trực khuẩn mũ xanh, cũng như là nó làm tăng cái nguy cơ tái diễn nhiễm lần sau đó và thúc đẩy vào đợt cấp do chính cái vi khuẩn trực khuẩn mũ xanh đó trên những người bệnh đã từng được cấy ra trực khuẩn mũ xanh. Sau khi mà chúng ta phân tích một phần lợi ích của sử dụng corticoid, không thể phủ nhận đối với hen phế quản một phần nên giãn phế quản, thì chúng ta cũng có những cái vấn đề bất lợi. Vậy thì chúng ta cần phải điều chỉnh cái việc chọn lựa cho phù hợp với người bệnh. Trong nhiều khuyến cáo thì những cái bệnh cảnh lâm sàng nào trong thực tế chúng ta có thể áp dụng để có thể khởi trị ICS trên nhóm bệnh đồng mắt này, thì có năm cái bệnh cảnh mà chúng ta cần lưu ý xem xét. Thứ nhất là giãn phế quản nhưng mà có cái tế bào bạch cầu ái toan trong máu tăng. Thứ hai là hen rõ ràng. Thứ ba là CVD giai đoạn nền nặng. Bệnh viêm phế quản phổi dị ứng do Aspergillus, hoặc là những người bệnh mà có tình trạng tăng tiết đàm nhớt một cách rất là khó kiểm soát mà chúng ta đã xác định có giãn phế quản. Và cuối cùng là chúng ta có bằng chứng của viêm đường dẫn khí, viêm phế quản do eosinophil. Và trong khuyến cáo thì một cái điểm thực hành tốt là corticoid đường hít được nhấn mạnh sẽ có một cái vai trò được xác định khi mà quản lý hen và một tỷ lệ người bệnh CVD mà có đồng mắt tới giãn phế quản. Việc tối ưu hóa tính an toàn của corticoid đường hít cũng là một trong những vấn đề cần phải quan tâm ở những cái bệnh nhân hen có chồng lấp với CVD. Mối liên quan giữa việc sử dụng ICS và tăng đợt cấp giãn phế quản, đặc biệt là đợt cấp phải nhập viện, còn rất là nhiều tranh cãi trong các nghiên cứu. Và trên đối tượng hen, đặc biệt là người hen nặng, việc sử dụng ICS là việc không tránh khỏi, cho nên chúng ta cần phải dung hòa các lợi ích và điều chỉnh những cái yếu tố cho phù hợp với người bệnh. Việc tối ưu hóa thì chúng ta cần xem xét dựa trên lựa chọn thuốc, lựa chọn chế độ liều, cũng như là điều trị dự phòng của các đợt cấp giãn phế quản bằng các cái chọn lựa khác ngoài corticosteroid. Việc cân nhắc liều của corticoid ở nhóm bệnh nhân hen có chồng lấp với giãn phế quản thì nhìn chung là điều trị ở mức độ liều từ trung bình cho đến cao.
Bởi vì ICF thì liên quan rất là nhiều đến các cái biến cố bất lợi do thuốc, cũng như là do thúc đẩy viêm phổi hay là nhiễm trực khuẩn mũ xanh, hoặc là các cái tác dụng toàn thân của thuốc. Và liều khuyến cáo đối với budesonide là từ 1.600 picogram, fluticasone, dipropionate là trên 1.000. Một số tiếp cận khác để chúng ta có thể chọn lựa hỗ trợ cho việc điều trị ICF là nhằm làm giảm cái gọi là các cái tình huống mà chúng ta bắt buộc phải gia tăng liều ICF. Thứ nhất là chúng ta xác nhận là chẩn đoán. Thứ hai là thực chất hen này có phải là hen nặng hay không. Bởi vì nếu cơ sở là hen nặng thì chúng ta mới có những cái lý do để chúng ta đề cập đến việc sử dụng ICF từ liều trung bình đến cao. Thứ ba là chúng ta đã tối ưu hóa điều trị hay chưa. Việc tối ưu hóa này không nằm ở chỗ là chỉ gia tăng liều ICF mà còn gia tăng sự kết hợp với các cái thuốc giãn phế quản hay các thuốc kiểm soát khác. Và cuối cùng là việc đánh giá một cách hệ thống tất cả những nguyên nhân gây thất bại điều trị đối với bệnh nhân. Về đặc tính, BK-TMPD khác nhau giữa các corticosteroid cũng là một trong những các cái lựa chọn thuốc cần cân nhắc về nguy cơ nhiễm khuẩn. Và phần cuối cùng, một cái chọn lựa khác khi chúng ta có những cái người bệnh mà điều trị với nhiều cái đợt cấp mà chúng ta nghĩ thúc đẩy nhiều nhất là từ giãn phế quản từ 3 lần trong 1 năm trở lên, và chúng ta đã làm rất tốt việc điều chỉnh bằng ICS đối với cái bệnh lý hen nền, cũng như là các cái liệu pháp không dùng thuốc khác như là vật lý trị liệu hay hô hấp để làm cho người bệnh giảm bớt cái khả năng ung tắc đàm, thì một trong những cái chọn lựa thay thế chúng ta có thể điều trị ngoại trú đó là sử dụng các cái thuốc macrolide tác dụng dài hạn. Như vậy thì phần qua phần trình bày của tôi thì tôi xin kết luận 5 cái nội dung. Về nội dung thứ nhất liên quan đến vai trò đóng góp vào biểu hình của giãn phế quản đối với người bệnh hen nặng thì cần phải đánh giá các cái bệnh lý động mạch để phát hiện sớm, cũng như giãn phế quản được chứng minh là yếu tố nguy cơ độc lập đối với hen khởi phát muộn, hen có nhiều đợt cấp, đặc biệt là hen tiến triển nặng. Và trong khởi đầu của cơ chế bệnh sinh, cơ chế 7 neutrophil ngoại bào là điểm giao nhau về bệnh sinh, làm cho chúng ta có cơ sở để cân bằng trong việc điều trị kháng viêm và kiểm soát các cái nhiễm khuẩn dài hạn. Và cuối cùng, các cái tác động của corticosteroid thì bao gồm sự ức chế miễn dịch tại chỗ, nguy cơ nhiễm trực khuẩn mũ xanh là những cái tác động mà chúng ta cần cân nhắc xem xét, đặc biệt là đối với những người bệnh có tần suất đợt cấp cao và có cái kết quả cấy ít nhất một lần ra trực khuẩn mũ xanh. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị.